Chiều ngày 22 tháng 6 tại hội trường 2 tháng 9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 29 NQTVK của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Chủ trì tại điểm cầu chính có các đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Trương Hải Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trình bày báo cáo tại hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đỗ Tiến Đông cho biết, sau 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết 29 NQTVK, sự nghiệp giáo dục đào tạo của tỉnh từng bước phát triển, quy mô trường lớp tiếp tục được mở rộng, từng bước đáp ứng nhu cầu dạy và học. Công tác sắp xếp tinh gọn các cơ sở giáo dục đạt kết quả, cơ sở vật chất ngày càng được quan tâm đầu tư theo hướng chuẩn hóa, kiên cố hóa. Các đơn vị đã tích cực thực hiện sắp xếp lại mạng lưới quy mô trường lớp một cách phù hợp để tạo thuận lợi cho người dân, đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh. Việc tổ chức và tham gia các kỳ thi, cuộc thi đạt thành tích cao, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia luôn đứng thứ hai và thứ ba của Tây Nguyên. Chất lượng giáo dục hai mặt đại trà và mũi nhọn tiếp tục được nâng lên. Tại hội nghị, các huyện, thị xã, thành phố cũng có nhiều chia sẻ về những kết quả đạt được cũng như cách làm hay hiệu quả tại địa phương trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết số 29 NQTVK. Trong đó tập trung vào các vấn đề duy trì sĩ số, phát triển, đào tạo nguồn nhân lực, biên chế giáo viên, trang bị cơ sở vật chất cho cơ sở giáo dục. Bên cạnh những kết quả đạt được, các địa phương, đơn vị cũng nhìn nhận một số hạn chế còn tồn tại cũng như nêu một số đề xuất kiến nghị, giải pháp trong quá trình thực hiện nghị quyết số 29 NQTVK. Trong đó, nhiều địa phương kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giao đủ biên chế giáo viên theo quy định để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên tiểu học và trung học cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tăng cường đầu tư kinh phí mua sắm đồ dùng thiết bị dạy học cho các nhà trường, đảm bảo đáp ứng thực hiện đổi mới giáo dục. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các trường học đảm bảo theo lộ trình kế hoạch đề ra. Là báo cáo với các anh chị là nên là tổ chức trường liên cấp, đa cấp học ở một địa bàn. Bởi vì khi đa cấp học thì chúng ta dễ dàng sắp xếp, bố trí được giáo viên, đặc biệt là các cái môn liên quan tới tin học, tiếng Anh và cái môn nghệ thuật. Nhưng cấp 2-3, trung học phổ thông, trung học cơ sở thì chúng ta nên sáp nhập trở thành trường đa cấp, bởi vì là chúng ta đảm bảo được cái việc dạy cũng như phân bổ về số tiết. Và nếu chúng ta thống nhất thực hiện cái này thì báo cáo với các đồng chí là chúng ta sẽ đảm bảo được tình trạng thiếu giáo viên cũng như thiếu các môn học cục bộ theo cái chương trình mới. Nếu mà liên quan đến cái việc triển khai nghị quyết 19 kèm theo cái việc phân bổ đảm bảo được giáo viên thì báo cáo với các đồng chí là chúng ta cơ bản giải quyết được. Và cũng mong các địa phương, các trường học chia sẻ với tỉnh là đối với 1.244 giáo viên này đã được Ban Bí thư là phân bổ đến năm 2025 và trong cái biên chế này phải tinh giảm 10% nữa các anh chị. Sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, sáp nhập các lớp có quy mô nhỏ là một trong những giải pháp đã được Sở Nội vụ đề xuất chỉ đạo triển khai trong thời gian qua nhằm giảm tải áp lực thiếu giáo viên. Nhằm tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức và khắc phục một phần cái tình trạng thiếu giáo viên, Sở Nội vụ đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung công việc. Thứ nhất là chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, điểm trường hiện có theo hướng sáp nhập các cái trường có quy mô nhỏ, giảm các cái điểm trường phân tán, nâng tỷ lệ học sinh trên lớp ở các bậc học. Kết quả giai đoạn 2015-2021 thì tỉnh ta không thành lập mới đơn vị trường học công lập. Toàn tỉnh đã sáp nhập giảm được 83 trường phổ thông và mầm non, đạt tỷ lệ 10,4% đầu mối đơn vị sự nghiệp ngành giáo dục. Trong khi chờ cấp có thẩm quyền phân bổ 1.244 chỉ tiêu số lượng người làm việc được Bộ Chính trị giao ở quyết định số 72 để khắc phục cái tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên tại các cái cơ sở giáo dục công lập của tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như sau. Thứ nhất, thực hiện cái việc dồn ghép học sinh trên lớp đạt đến mức tối đa, dồn ghép các cái điểm trường phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, tiếp tục rà soát, sáp nhập các cơ sở giáo dục có quy mô nhỏ, hình thành
trường có nhiều cấp học. Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ sở giáo dục cần tiếp tục quán triệt quan điểm mục tiêu của nghị quyết số 29 NQTVK về giáo dục là quốc sách hàng đầu, cần được ưu tiên trong các chương trình đầu tư, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị quan tâm khắc phục nhanh những tồn tại hạn chế, tăng cường quản lý cơ sở vật chất, tài chính của từng cơ sở giáo dục, thường xuyên kiện toàn, bổ sung đội ngũ giáo viên để đáp ứng nhu cầu dạy và học. Các cấp ủy chính quyền cần rà soát thực hiện nghị quyết số 29 NQTVK gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị khác. Ngành giáo dục và đào tạo cần quan tâm chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục phù hợp với nội dung chương trình chung, phù hợp với nội dung chương trình và sử dụng cái công nghệ hiện nay. Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học. Đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo đảm bảo trung thực và khách quan. Từng bước chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo từng cấp học và từng trình độ đào tạo. Rồi vấn đề duy trì sĩ số học sinh ở các vùng, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới,